Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào phần khởi động. Sau Sau đây đây cả cả lớp lớp cùng cùng thực thực hiện hiện với với thầy thầy bài bài khởi khởi động. động. Đầu tiên là khúc cổ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay khớp vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Xoay khớp khuỷu tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Xoay cổ tay kết hợp của chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Xoay khớp hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Xoay khớp gối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Như vậy là bài khởi động của chúng ta đã kết thúc. Chúng ta đi vào hoạt động thứ hai, ôn tập. Như vậy là Nhịp 1 đưa chân trái ra sau, mũi chân có thể chạm đất, đồng thời hai tay đưa lên cao chiếc chữ V, lòng bàn tay hướng vào nhau, ngửa đầu. Nhịp 2, gập thân về trước, đưa chân trái lên cao, ra phía sau, hai tay dang ngang, lòng bàn tay sấp, đầu ngửa thành tư thế thăng bằng sấp. Nhịp 3, trở về tư thế như nhịp 1. Nhịp 4, thu chân thu tay về tư thế chuẩn bị. Tương tự, nhịp 5, 6, 7, 8 sẽ thực hiện như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng đổi bên. 5,
6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần luyện tập. Các con sẽ tập liên hoàn 5 6 động tác của bài thể dục phát triển chung. Mỗi động tác các con thực hiện cho thầy 2 lần 8 nhịp. Và sau khi thực hiện xong thì các con sẽ tiến hành thả lỏng để kết thúc bài học ngày hôm nay. Buổi học của chúng ta đến đây là kết thúc. Thầy xin chúc cho các bạn một tuần học đạt nhiều hiệu quả cao. Hẹn gặp lại.